Mà xin chào bác lên đến với video của em à. Kênh hàng Nhật Bản thì kênh của em là chuyên bán những mặt hàng nội địa Nhật. Thì đây trên màn hình các bác đang xem là một mẫu là robot hút bụi là của nội địa Nhật, hàng là Gumba đó. Thì hàng này là hàng của Mỹ xuất Nhật nha các bác, thì nói là dạng như iPhone gì đó. Thì nó robot này là đã công dụng chuyên là hút và quét, nó có sẽ cái chổi nó hút quét. Thì những mẫu em bán đây là hàng là nội địa Nhật hết các bác, nhưng mà cái đốc em đã lên điện với các bác là từ 200 bắt các bác xài 220 và 110 đều vẫn được. Thì đây là những mẫu em đang test là đã qua kiểm định hết rồi, nhưng mà em test lại thêm một lần nữa, em quay video lên cho các bác để mình bác nào có nhu cầu thì sẽ inbox liên hệ cho em qua số điện thoại là 0919407501. Thì cái số điện thoại này các bác kết bạn Zalo để mình mua hàng, mình nhắn tin gọi điện cũng không có tốn tiền nha các bác. Thì em có ship hàng toàn quốc, ship code có cọc. Thì robot là nó hút bụi dành cho những bác gia đình mà kiểu như là mình gia đình mình nuôi nè thú cưng, nuôi chó nuôi mèo, lông chó mèo nó bay phấp phới rất là nhiều, mà mình kiểu như mình không có thể quét đi được, mà mình hút bằng cái đồ hút nó cũng không sạch, thì đây là một lựa chọn rất là tốt cho các bác luôn. Vì những em robot này hút rất là kỹ, nó có là hẹn giờ làm việc và hẹn giờ tắt tự động, và để sạc thì tự động làm việc cho các bác luôn. Tránh va chạm rồi tường đây, tránh va chạm nha, đó đụng nó chạm xong là nó đi hướng khác, bên đây cũng vậy luôn đây đó. Thì nó rất là cần thiết cho các bác, kiểu mình là nhân viên công sở công chức rồi đó, thì không có thời gian mình dọn dẹp nhà cửa, hay là mình kiểu như là thời đại 4.0 rồi, những em này là gọi là em ô sin cao cấp cho các bác, là chống gớt cầu thang luôn, và đặc biệt là chống va chạm đó. Nó là nếu nó cảm biến va chạm là nó sẽ chạy qua hướng khác. Thì những mặt hàng này rất là phổ biến luôn. Một số bác kiểu như mình đã xài hàng Nhật rồi, nhưng mà trong nhà mình vẫn còn thiếu một cái em nào ô sin 4.0, gọi là một em ô sin cao cấp, thì hãy nhanh tay rước những em này về phục vụ gia đình mình, thì sẽ thấy được một cái sự là tiện ích, tiện ích rất là tiện ích luôn. Thì là mặt hàng này á, là rất được các bác ưa chuộng. Vì sao? Vì là nó phục vụ cái nhu cầu là vệ sinh trong nhà rất là sạch luôn đó các bác ha. Nó sáp nhập với nhau là nó sẽ là tránh chỗ khác đây các bác ha, này nó tránh nè đó, nó đụng em là nó quay đầu chỗ khác đó. Thì các bác mua hàng inbox liên hệ qua số điện thoại. Thì robot của em bán là có pin mới, chổi mới, kèm một pin mới và hai cái chổi mới cho các bác luôn, thì bao chạy hơn 1 tiếng đồng hồ tùy theo mình sạc nha. Nếu các bác mình sử dụng thì các bác thí dụ là có hẹn giờ là một trong lịch trong tuần thì có thứ hai đến chủ nhật, thì là các bác muốn nó là robot làm từ ngày mấy, thí dụ các bác làm cho robot làm việc từ 2 giờ của 2 giờ trưa của ngày thứ hai thì các bác chỉnh vào đó rồi đó, thì hết đúng 2 giờ trưa của ngày thứ hai thì robot sẽ làm việc. Thì trong tuần nó có nhiều cái lịch làm việc lắm, thì các bác mua hàng thì em sẽ hướng dẫn hỗ trợ và có video sử dụng cho các bác ha. Thì đây nè, đó đó không, nó cảm biến tường là nó chạy ra các bác thấy không. Thì đây là những mặt hàng rất là tiện lợi mà cần nên mua các bác, đáng đồng tiền bát gạo để mình mua. Thì đây các bác thấy không, rồi mua hàng inbox qua số điện thoại 0919407501, em ship hàng toàn quốc, ship code có cọc, chuyển khoản đủ em bao ship. Địa chỉ em đang bán ở thành phố Hồ Chí Minh, bệnh viện Bình Chánh. Các bác cần khu vực thì ghé qua ủng hộ, chân thành cảm ơn các bác. Xem video chúc các bác vui vẻ và nhiều sức khỏe. Cảm ơn, nhớ đăng ký kênh, nhấn nút like ủng hộ, chân thành cảm ơn các bác.